Tại sao Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên dẫn quân tới Ukraine thì ảnh hưởng tới an ninh của Hàn Quốc và họ sẽ gửi quân tới Hàn Quốc? Và cả câu hỏi liệu Hàn Quốc có gửi quân tới Ukraine ngay không? Gửi bao nhiêu quân? Vân vân. Vâng, câu trả lời thì rất là khó để biết rằng họ sẽ làm gì. Về mặt an ninh ấy, thì nhìn chung thì chúng ta thấy một điểm rằng là từ những cái yếu tố lòng vòng cho đến những yếu tố mà nó thẳng thắn, đúng không ạ? Lòng vòng là gì? Triều Tiên tăng cường sản xuất quốc phòng và huy động nguồn lực quốc phòng, đúng không ạ? Điều đấy nó liên quan rất nhiều đến cái việc mà Triều Tiên đưa quân tới Ukraine, nếu có. Bởi vì gần đây thì Triều Tiên mới làm như vậy, và gần đây thì cũng có thông tin Triều Tiên đưa quân tới. Đúng quý vị. Và tất nhiên cái việc sản xuất vũ khí, đạn dược, tên lửa, xe tăng, tàu bay rồi này nọ vân vân đủ thứ, và đặc biệt là tên lửa, và huy động quân trên hàng triệu người, thì tất nhiên là Hàn Quốc ở bên cạnh thì ảnh hưởng tới an ninh của họ là cái đương nhiên rồi. Và sự kiện này nó dính liền với cái việc họ Triều Tiên đưa quân sang Ukraine, đúng không ạ? Đấy, tại cùng một thời điểm. Thế còn là bảo là trực tiếp nó như nào thì chúng ta cũng không biết được trực tiếp nó như thế nào. Chỉ có trường hợp Triều Tiên là hô rằng đưa sang Ukraine nhưng thực tế thì úp sọt Hàn Quốc, đúng quý vị? Thì cái khả năng đấy gần như nó bằng không. Triều Tiên với Hàn Quốc ấy, mà thực ra có muốn đánh nhau trên bộ ấy, thì họ phải dành cả năm liền. Họ dùng pháo, phiếc, tên lửa, bom biếc, gọi là đập nát các thành phố đi. Còn những cái thành phố như Seoul bây giờ thì có thể nói là bất khả xâm phạm với lại các cái lực lượng bộ binh. Thứ hai thì với việc Triều Tiên đưa quân sang Ukraine thì như hôm qua chúng ta đã phân tích là thông tin đến từ tình báo Ukraine cho biết là chắc chắn là Hàn Quốc cũng biết. Thì Triều Tiên đổi tên lửa và người thì Nga cung cấp cho Triều Tiên những loại hàng nóng và công nghệ nóng, đúng quý vị. Và vấn đề đấy nó ảnh hưởng tới vấn đề an ninh của Triều Tiên. Có nghĩa nó đều là những thứ nó không trực tiếp an ninh tới Hàn Quốc. Nó không trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc. Thế nhưng mà từ những sự kiện như vậy thì nó có thể phát sinh ra, đúng quý vị. Thế nhưng mà cái câu chuyện đến Hàn Quốc cũng không thể tránh được nước Nga, không thể trách được nước Nga, bởi vì họ có đâu liên quan trực tiếp đến Hàn Quốc đâu. Cũng giống như là cái việc bây giờ chúng ta phải ăn, chúng ta phải tập luyện, đúng không ạ? Và chúng ta vô tình nó khỏe, nó giàu hơn. Đấy, thì thằng hàng xóm nó bảo là đe dọa nó. Mà nhất là hàng xóm đấy thì nó là bên kia hàng xóm, chứ đâu phải là hàng xóm trực tiếp, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện đấy chúng ta không thấy nó trực tiếp lắm. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta phải để ý tới một cái yếu cạnh mà nó vi tế ở cái đoạn này. Trước đây, không phải quá lâu đâu mà bây giờ đang diễn ra, Ukraine đã tuyên bố là Nga có mặt ở bất cứ đâu trên thế giới thì Ukraine sẽ tấn công vào những lợi ích của Nga ở đó để đảm bảo an ninh cho Ukraine, cho thế giới. Đấy, yếu tố như vậy. Và như vậy họ đã đưa quân đến châu Phi, họ đã đưa lực lượng của họ đến Sudan, đúng không ạ? Đến các khu vực Mali mà chúng ta đã biết, và thậm chí cả Syria nữa, đúng quý vị. Vậy thì chúng ta thấy một điểm rằng là như vậy, về mặt xuất phát từ cái quan điểm của một quốc gia như là Ukraine với Hàn Quốc thì họ có một cái gì đó nó khá tương đồng, mặc dù nó không hoàn toàn. Bởi vì họ là thân phương Tây, đúng quý vị. Họ thân phương Tây và người Mỹ đứng đằng sau họ là cái chính. Cho nên cái câu chuyện rằng là nếu như Triều Tiên mà đưa quân đến đâu thì Hàn Quốc sẽ đưa quân đến đấy, nó cũng là một cái gì đó, họ sẽ nói rằng đấy là một cái việc mà Triều Tiên làm ảnh hưởng tới an ninh của Hàn Quốc và an ninh của thế giới. Thế còn ví dụ như là Ukraine giải thích cái chuyện Ukraine đưa quân đến để mà giải quyết vấn đề an ninh của họ như thế nào thì chắc của họ cũng không trả lời được, đúng không ạ? Thế còn tôi thì cũng không trả lời được và Hàn Quốc cũng không trả lời được. Nhưng mà Triều Tiên đưa quân đi thì ảnh hưởng đến an ninh, cho nên Hàn Quốc cũng phải đưa đi. Và nói thẳng ra ấy, thì nó không ảnh hưởng đến an ninh, nhưng mà còn nói thế nào nữa? Chẳng nhẽ là chúng tôi thấy Triều Tiên đưa đi cho nên là chúng tôi cũng phải đưa đi cho nó không đỡ phải kém cạnh. Hay là chúng tôi bắt chước cho nó oai, đúng quý vị? Cho nên là cái việc mà họ phải nói là cái an ninh nó là một luận điệu. Thế nhưng mà tất cả những lý do này mặc dù tôi nghĩ nó có phần thiết thực, nhưng cái lý do thiết thực nhất đối với Hàn Quốc ấy là cơ bản họ cũng giống như Ukraine. Họ nhận được sự hỗ trợ rất nhiều người Mỹ và Ukraine nhận được sự hỗ trợ rất nhiều người Mỹ. Cho nên ở đâu có cái thế lực nào của kẻ thù của người Mỹ thì Hàn Quốc sẽ làm. Và đợt này thì chúng ta thấy là rõ ràng vấn đề Triều Tiên. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng Hàn Quốc sẽ làm mọi thứ để lấy le với người Mỹ. Để cho nên chúng ta sẽ thấy là họ xung phong để làm thôi. Và chắc chắn trong yếu tố này nó còn thêm một yếu tố nữa là những thứ mà Nga đưa cho Triều Tiên, hoặc là đại khái như là có những cái gì đó mà nhắm vào Hàn Quốc ấy, trong việc mà Hàn Quốc đã viện trợ đạn pháo, đã bán cho Mỹ và Mỹ gửi cho Ukraine, thì chắc chắn Nga đã làm một cái gì đó mà chắc chắn nó phải làm thôi. Thì bây giờ Hàn Quốc cũng tìm cớ để mà đại khái là trả thù Nga, đúng quý vị. Đấy, trả thù Nga, lấy le với lại người Mỹ. Chúng ta có thể để ý họ phát biểu ngay như thế này, có thể là họ đang rất nóng tính, đúng không ạ? Và đang rất là thể hiện cái sĩ diện. Đấy, sĩ diện, đúng không ạ? Mày gửi thì tao cũng gửi. Đấy, rồi vấn đề an ninh Hàn Quốc, an ninh thế giới, theo cái luận điệu ấy, chẳng nói là bắt chước. Rồi vấn đề Nga và Triều Tiên trao đổi, thì trong đó Nga, Triều Tiên đưa quân đến thì đồng việc là Nga sẽ cung cấp cho Triều Tiên vũ khí hay là công nghệ gì đó sẽ đe dọa Hàn Quốc, đúng không ạ? Rồi giao chiến, rồi tiến như vậy thì Triều Tiên huy động nguồn lực, huy động quân đội, huy động sản xuất quốc phòng ồ ạt, rồi nâng cấp tên lửa, sản xuất tên lửa vân vân. Thì cái đấy chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất với Triều Tiên, với Hàn Quốc rồi. Chắc chắn tên lửa và có tí hạt nhân, và bây giờ lại có tàu ngầm hạt nhân được coi là sử dụng công nghệ hạt nhân chiến thuật tầm nhẹ của phía Nga nữa. Thì cái đấy là cái khiến Triều Tiên chết khiếp nhất quý vị nhé. Đánh nhau trên bộ thì chưa chắc Hàn Quốc đã có thể vượt qua được lưới lửa của Triều Tiên, vượt qua lưới lửa Hàn Quốc. Thế nhưng mà chẳng may có một quả ngư lôi hạt nhân ấy, thì rõ ràng Hàn Quốc không có cách nào để có thể đỡ được cái dòng ngư lôi hạt nhân của Nga. Đúng không quý vị? Và đất nước như Hàn Quốc thì nó nhạy cảm nhất, nó dễ bị tổn thương nhất là đối với cái gì? Nó chính là bờ biển của họ. Đấy, cho nên đấy nó là vấn đề sinh tồn đấy. Cho nên thực tế thì trực tiếp thì nó không có, nhưng mà chúng ta thấy gián tiếp thì nó rất nhiều, đúng không ạ? Gián tiếp rất nhiều, và những hành động mà họ đưa quân đến Ukraine là những cái hành động như vậy. Và chắc chắn Triều Tiên nó còn phản ứng dữ dội hơn nữa, với việc là người Mỹ đã bắt đầu đưa ra những cái tuyên bố rằng họ thừa nhận chính thức có cái việc đó rồi. Đấy, thì có thể nói rằng hai nước đó họ sẽ có những cái biện pháp từ nhỏ tới lớn đối với cái việc như thế này. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa thôi thì Hàn Quốc cũng ở một vị trí như kiểu Ukraine, có nghĩa là họ bị sức ép từ bên ngoài lẫn bên trong, đúng không ạ? Và chắc chắn họ cũng sẽ chịu thiệt thòi như Ukraine thôi. Họ không giống hoàn toàn Ukraine bởi vì họ không có giao chiến trực tiếp, nhưng mà khá giống, giống một nửa. Họ không giống hoàn toàn như là Liên minh EU, nhưng họ cũng khá giống, giống một nửa. Cho nên là, và cả hai cái thế lực đấy thì đều chịu thiệt thòi, đúng không ạ? Đều ăn thiệt thòi giữa Nga và người Mỹ. Nói chung là tôi thấy trong cái đời của Tổng thống Hàn Quốc này thì đại khái là nó có một cái dấu hiệu mồm nhanh hơn não. Mình không phải là chê hay là như nào, nhưng mà cảm giác rằng là cái người Tổng thống và chính phủ này thì họ phản ứng nó đại khái nó quá gắt và nó quá nhanh. Đấy, chứ nó không có dành cái thời gian để mà nghiên cứu xem các bước đi đấy như thế nào. Và kể cả đối với người Nhật thì người ta cũng rất là khôn khéo. Mặc dù người ta nói những cái câu mà nó có sẵn ở trước, nhưng mà bao giờ họ cũng có sự tham vấn, trao đổi với đại sứ quán Nga để này nọ vân vân. Đấy, rồi bắt đầu mới có những cái phản ứng thế này thế kia. Chứ còn cái vấn đề này của Hàn Quốc ấy, thì nó lại không phải là cái vấn đề dân túy để hoặc là chủ nghĩa dân tộc để mà họ phải đưa ra những cái luận điệu này luận điệu kia, mà họ đã phản ứng một cách nhắm vào phía Nga, đúng không ạ? Mà không hề có bất kỳ một cái đại khái là một cái sự tham vấn hỏi han hay là trao đổi gì. Còn Bộ Ngoại giao Nga thì hôm trước sau khi mà đại sứ họ đã bị triệu tập lên ấy, thì họ đã nói rằng là cái mối quan hệ hợp tác của họ với lại Triều Tiên là không có nhắm vào bất kỳ một vấn đề gì vào Hàn Quốc cả. Có nghĩa là cơ bản mà chúng ta nói thì đó là một cái vấn đề Nga muốn trấn an Hàn Quốc rằng đây là không phải là việc của ông. Nhưng nếu mà Hàn Quốc mà đưa quân tới Ukraine ấy, thì chắc chắn rằng là Hàn Quốc sẽ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này, đúng không ạ? Và như chúng ta nói, nhìn chung là cái vị thế của Hàn Quốc bây giờ chúng ta thấy đất nước đấy họ đã tránh được chiến tranh. Họ vươn lên nhờ một cái đi qua một cái khe cửa hẹp, nhờ một cái sự bình yên, hòa bình, đúng không ạ? Và không khéo, cái sự phát triển của họ nhanh thì họ sẽ đối mặt với những kịch bản giống như Ba Lan và với Nhật Bản. Đúng không quý vị? Đất nước của họ sẽ biến thành một cái trại lính. Họ sẽ nghèo đi. Họ sẽ sống trong một cái cảnh căng thẳng cực độ với lại Triều Tiên, với Nga. Đúng ạ, và chắc chắn là người Mỹ sẽ chuyện xảy ra ở Ba Lan thì chúng ta đã có thể thấy rồi, đúng không ạ? Cả một cái đất nước đang phát triển như thế, nhưng mà bây giờ nó đang quân sự hóa dần, mức độ thịnh vượng nó càng ngày càng thấp đi, mức độ quân sự hóa càng ngày càng cao leo thang, và chính phủ càng ngày càng cứng giọng, quân phiệt, đúng không quý vị? Thì Hàn Quốc thì tôi không nói chuyện đánh nhau, nhưng mà mối đe dọa chắc chắn sẽ rất lớn, và chắc chắn đất nước của họ sẽ bị quân sự hóa và chắc chắn sẽ nghèo đi. Đấy là một cái nó là quy tắc rồi. Đấy, còn căng thẳng đến đâu thì chúng ta không biết, đúng không ạ? Thế còn bây giờ Hàn Quốc có gửi quân đến Ukraine để đối diện với quân Triều Tiên không? Thì chúng ta, nếu Hàn Quốc gửi quân đến thì họ sẽ là quân đội đầu tiên có mặt ở Ukraine và tham chiến trực tiếp với người Nga. Có nghĩa là họ có khả năng bùng nổ chiến tranh với người Nga bất cứ lúc nào. Và thực tế thì đã coi như tình trạng chiến tranh, đúng không ạ? Đến bây giờ thì chưa có một quốc gia nào, kể cả những quốc gia như là Baltic và máu lửa như Ba Lan, cho đến các cái quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các loại, kể cả sang Scandinavia, Bắc Âu nữa. Chưa nước nào đưa quân đến. Họ chỉ có lính đánh thuê, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ nói lính đánh thuê. Cái thứ hai là chuyên gia. Và cái thứ ba là đưa quân đến. Vậy thì Hàn Quốc nếu có thì họ sẽ tham gia như nào? Chắc chắn là khả năng mà các quốc gia, chưa quốc gia nào tham chiến thì Hàn Quốc cũng sẽ không tham chiến. Bởi vì tôi đánh giá Hàn Quốc thì cũng theo kiểu như kiểu Pháp thôi. Họ sẽ không tham chiến. Thế nhưng mà họ sẽ muốn có một hình thức nào đó để có thể đại khái là thể hiện cho Nga và cộng đồng thế giới, đúng không ạ? Và phương Tây thấy cái sự hoành tráng của họ. Đấy, thì như vậy rõ ràng họ sẽ nằm ở giữa một cái kịch bản đưa chuyên gia, đưa quân đội huấn luyện đào tạo tới, vân vân, và nấp ở cái khu vực bên trái bờ sông. Thì như vậy cái kịch bản này có thể có không tham gia trực tiếp tham chiến với Nga thì có thể không gây ra một cái xung đột trực tiếp, thế nhưng mà nó không thay đổi gì cuộc chiến cả, đúng không ạ? Có nghĩa là nó chỉ mang tính chất là danh dự uy tín mà thôi. Thế còn lính đánh thuê thì chắc chắn là Hàn Quốc, dân Hàn Quốc nó đâu có nghèo khổ để mà nó có thể đến đánh thuê cho Ukraine, đúng không quý vị? Và nó đâu có hận thù gì Nga đâu mà nó phải đến đánh thuê cho Nga. Cái trường hợp lính đánh thuê cho Ukraine ấy, thì nó có hai trường hợp. Một là những người theo cái dạng tư tưởng, hệ tư tưởng, thì kể cả người Mỹ cũng có, đúng không ạ? Tất cả các nơi đều có, nhưng càng ngày nó càng ít, và trước nó đã ít rồi so với cái người mà cần tiền. Thì Hàn Quốc đều không nằm ở hai cái kiểu như vậy. Thế nhưng Triều Tiên thì lại nằm trong cả hai trường hợp như vậy, đúng không quý vị? Triều Tiên thì thuộc cả hai nhóm kể trên. Đấy. Như vậy thì Hàn Quốc sẽ không tham chiến, đúng không ạ? Dưới hình thức tham chiến trực tiếp dưới dạng lính đánh thuê hay là quân đội, mà cùng lắm thì họ sang họ làm các công tác này nọ hoặc là đóng quân ở đâu đó, vân vân thôi. Chứ chắc chắn họ sẽ không tham chiến trực tiếp với người Nga đâu. Và giải quyết các cái vấn đề lên mang tính chất cho nó oai, đúng không ạ? Lấy le thế thôi. Còn nếu thực tế Hàn Quốc là đội quân tham chiến đầu tiên, đúng không ạ, thì có thể nói rằng là đấy là một trong những cái lằn ranh đỏ mà Hàn Quốc đã bước sang để mà biến quốc gia đang thịnh vượng của họ trở thành một cái quốc gia đại khái là đặt trong cái tình trạng rủi ro. Nó sẽ tụt xuống hai bậc, đúng không ạ? Bởi vì cái sự thịnh vượng của một quốc gia nó đánh giá bằng cái an ninh, an toàn. Hàn Quốc mà làm như vậy, có cuộc chiến trực tiếp với Nga thì họ chỉ có thiệt thôi. Và Nga lại còn có thế lực mà mình có thể nói là như là vùng đệm của họ, đó là Triều Tiên. Triều Tiên thì nó là hành tung bất ngờ, cá tính có thể nói rằng cũng gọi là bất thình lình, đúng không quý vị? Mang sẵn những cái mối hận tư tưởng này nọ rồi. Nói chung là Hàn Quốc làm ở cạnh một cái như thế mà họ lại muốn có một cuộc chiến nóng thì chắc chắn là họ là một đất nước ăn sung mặc sướng, chắc chắn họ sẽ chịu thiệt đầu tiên. Thế còn ngày xưa thì Hàn Quốc cũng tham gia vào cuộc chiến tranh của Mỹ chống lại Việt Nam ta, nhưng lúc bấy giờ họ nghèo, đúng không quý vị? Thì cái câu chuyện nó rất là khác. Bây giờ thì họ đã giàu rồi, nó khác lắm. Người dân Mỹ có biết rằng là vai trò vị thế toàn cầu, chủ nghĩa bá quyền của Mỹ đang dần dần suy yếu hay không? Tất nhiên là có người này người kia, đúng không ạ? Về mặt xu thế thì sự thực nó là như vậy đã. Thế còn cái tùy từng cái cảm nhận mỗi người về cái vấn đề tốc độ, tôi nghĩ rằng kể cả những cái người mà đại khái là như kiểu bị tẩy não ấy cũng hiểu được cái ý thức điều đó. Bởi vì nói thẳng ra những người bị tẩy não ấy thì chính là những cái người mà mình cảm thấy như nào, họ không thuộc cái tầng lớp để mà họ có thể được hưởng lợi từ cái xu hướng chính trị xã hội này của Mỹ, đó là cái tầng lớp tinh hoa, đúng không ạ? Cái xu hướng như thế này thì chỉ người ở trên đỉnh thôi, thì người ta mới được hưởng lợi thôi. Đấy, cho nên là những cái người mà không ở trên đỉnh không hưởng lợi, những người mà không bận rộn về những cái chuyện làm ăn kiếm tiền vân vân ấy, đúng không ạ? Để làm những cái việc này việc kia ấy, thì chắc chắn là những cái tầng lớp như vậy là những tầng lớp rất dễ bị tẩy não. Và những người đấy thì chắc chắn là chịu tác động hậu quả trực tiếp của cái việc kinh tế xã hội Mỹ là cái chắc rồi. Chúng ta không cần biết là có suy hay không. Chúng ta chỉ biết một điều rằng ấy, là trong vấn đề xã hội của họ thì nó sẽ dẫn tới một cái sự dịch chuyển cực kỳ lớn. Dẫn tới những người giàu thì giàu lên, cái trên đỉnh nó dày ra. Nhưng mà cái đáy và cái tầm trung thì nó càng ngày nó co lại. Hay nói đúng hơn là cái tầng lớp trung lưu vốn nó là xương sống của nền kinh tế, đúng không ạ, và xã hội, thì càng ngày nó càng bị thu hẹp lại. Đấy, nó càng ngày nó rớt lên đỉnh, nó càng kéo lên đỉnh một tí, nhưng mà càng ngày thì nó càng bị thu hẹp xuống cái khu vực phía dưới này nhiều hơn. Tức là cái tầng lớp ở dưới đáy xã hội càng ngày nó càng xâm lấn, đúng không ạ, xâm lấn vào cái tầng lớp trung lưu. Đấy, mới tốc độ kinh hồn. Còn tầng lớp giàu có thì cũng xâm lấn xuống cái tầng lớp trung lưu, nhưng mà với tốc độ chậm hơn. Có nghĩa là tầng lớp trung lưu đang biến mất dần theo đúng lời học giả của nước Mỹ, đúng quý vị. Đấy, đấy là một sự thật. Và nó là tác động rất nhiều của những cái vấn đề mà chúng ta nói. Đấy, thế thì một đất nước mà tầng lớp trung lưu mà nó thu hẹp như này thì nó chỉ là cái biểu hiện kết quả thôi của cái việc rằng đất nước đấy thực sự đang đánh mất dần đi sức mạnh của mình, đúng không ạ? Đấy là một cái, bởi mình không muốn nói động chạm mà mình nói đi nói lại nữa, cho nên mình chỉ nói tới cái vấn đề này. Có nghĩa là người giàu thì người vẫn giàu lên, còn người nghèo thì nghèo đi rất nhanh. Tổng tài sản của đất nước nó không nhỏ đi, đúng không ạ? Nó vẫn tăng, nhưng mà cơ bản nó dẫn tới một cái sự phân hóa như thế này. Và nó tạo ra vô cùng những vấn đề sẽ làm suy yếu đất nước rất nhanh, đúng không ạ? Và nó chưa tích lũy đến thời điểm này thôi. Thế còn bây giờ bảo là nước người Mỹ có không? Chắc chắn là có. Thuộc đại đa số tầng lớp đều có, kể cả người ta tầng lớp nào đi chăng nữa, đúng không ạ? Đều có cảm nhận. Về càng dưới đáy thì cảm nhận càng nét hơn. Thế nhưng ý chúng ta là nói chung là có người này người kia, đúng quý vị. Nó chưa tạo thành một cái gì đó mà toàn bộ xã hội trở thành một cái trào lưu. Nó có người này ngồi kia. Ở nước Mỹ thì có những cái người ta cũng hướng về cái thế giới đa cực, bởi vì người ta nghĩ rằng đó chính là một cái lối thoát cho chính nước Mỹ nữa. Người ở dưới đáy thì chắc chắn rằng là họ đang hiểu điều đó hơn ai hết rồi, đúng không ạ? Người ở trên đỉnh thì chính là những người đang gây ra việc đó, cho nên là người ta cũng biết rất rõ, đúng không ạ? Còn lại thì những tầng lớp ở giữa thì chúng ta thấy rằng người thì thích đi xem những buổi bản nhạc, rồi là những cái buổi hòa nhạc, những cái trình diễn LGBT, đại khái là những cái gì đấy liên quan tới văn hóa, nghệ thuật, vân vân, tức là bị đánh lạc hướng khỏi những vấn đề xã hội, đúng không ạ? Còn lại thì cũng có những cái thành phần dân tộc cực đoan hoặc dân tộc chủ nghĩa một cách thái quá. Đất nước nào cũng có, đúng không ạ? Như là khi mà chúng tôi nói về top 10 quốc gia có quân sự lớn nhất thế giới ấy, thì cũng không phải là có ít quý vị nói rằng là tôi rất buồn muốn phát khóc khi mà quân sự của Việt Nam lại không đứng số 1 thế giới. Đấy, thế xong rồi nói về nền văn minh vĩ đại thì cũng có ông bảo là tôi rất buồn bởi vì là văn minh Việt Nam không phải là nền văn minh vĩ đại nhất thế giới. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy những điều đấy thì tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Thế nhưng mà có những người thì người ta dám nói rằng người ta buồn đến phát khóc vì là chúng ta thực tế là không phải là quân đội mạnh nhất thế giới và nền văn minh vĩ đại nhất thế giới. Đó là những người theo cái tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, đúng không ạ? Và có mù quáng, bởi vì thực tế mà nói thì nếu mà chúng ta biết về những cái dữ liệu thì làm sao chúng ta có thể nói được như vậy? Có nghĩa là chúng ta chỉ biết đến chúng ta thôi, đúng quý vị. Đấy, chúng ta chỉ có biết chúng ta thì chúng ta nghĩ như vậy. Thế thì một đất nước như chúng ta mà có những cái bộ phận người như vậy thì tại sao những cái một cái đất nước như Mỹ, đúng không ạ, vốn họ thống trị thế giới bao năm thì lại không có những cái người cho rằng họ là vẫn còn duy trì cái chủ nghĩa bá quyền, đúng quý vị. Cho nên là nếu như xét trên cái khía cạnh đó là khía cạnh quan trọng thì chúng ta thấy một điều rằng ở nước Mỹ sẽ có một cái đại bộ phận rất lớn những cái người vẫn bám theo cái tư tưởng như vậy. Cho nên chúng ta vẫn thấy những cái đại khái những cái sự rất là to tiếng từ những cái người như vậy, đúng không ạ? Hay là nói rằng là tôi không thể trả lời được câu hỏi này nhưng tôi có thể trả lời được một cái xu hướng, đó nghĩa là có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là ở nước Mỹ sẽ có một cái số lượng lớn hơn bình thường của những cái người hiểu ý thức được rõ cái vấn đề của đất nước của họ. Đấy, bởi vì là đối với một đất nước quốc gia như chúng ta thì còn có người như thế này, thì đối với một cái quốc gia như ở Mỹ đã từng là số 1, đúng không ạ? Đấy, đã từng là vĩ đại thì tất nhiên rằng là họ sẽ còn bám vào cái đó rất là nhiều, một cách tiềm thức hay là một cách mang tính chất là hoang tưởng. Có nghĩa rằng ở nước Mỹ có rất nhiều người như vậy, đúng quý vị. Và có nhiều người như vậy thì sẽ có ít hơn những cái người đang có ý thức về việc là cái vị trí mà độc tôn của nước Mỹ nó đang dần dần, nó tuột dần khỏi cái bàn tay của họ. Với sự trỗi dậy của BRICS thì khối G7 còn quan trọng không? Vâng, bỏ qua những yếu tố là G7 thực tế mà nói thì từ lâu đã trở thành một cái công cụ để mà theo đuổi những cái chương trình nghị sự của các nước phương Tây, các nước giàu có nhất của phương Tây, đúng không ạ? Trong những thời gian gần đây thì họ nói rất nhiều về cuộc chiến Ukraine và chủ yếu để lôi kéo các quốc gia khác ra những tuyên bố này, tuyên bố kia, cấm vận này, cấm vận nọ, đúng không quý vị? Đấy, chứ họ không còn nói nhiều về các cái vấn đề là chủ trương chính sách để phát triển thế giới như ngày xưa nữa. Đúng không ạ? Cái đấy nó rất là rõ ràng. Thế thì chúng ta thấy một điểm rằng là như vậy thì có thể nói rằng là G7 đang có một cái sự suy thoái theo đúng như cái vai trò của họ. Ngày xưa họ trên cao bởi vì họ là, mình cứ tưởng tượng như là họ là cái tầng lớp quý tộc ấy, trong một cái xã hội quân chủ. Tầng lớp quý tộc, đúng ạ, là tầng lớp mà đại khái là nó là tầng lớp cao quý. Đấy, quý tộc ngày xưa người ta gọi từ là từ cái từ noble đấy, từ cao quý. Có nghĩa là nó vừa cao nhưng nó vừa quý, thể hiện cái sự tôn trọng, tôn kính của cái tầng lớp nhân dân, quý tộc. Đấy, thế nhưng mà chúng ta biết rằng là, và như vậy thì người ta đứng dưới, người ta ngước lên, đúng không ạ? Người ta tôn trọng, tôn kính cái đó và người ta tôn trọng cái quyết định của cái đó. Đúng không ạ? Thì ngày xưa có thể nói G7 là như vậy, bởi vì là các nước đều hướng về, đúng không quý vị? Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy một điểm rằng là bây giờ G7 nó như kiểu là vào cái cuối đời quân chủ ấy quý vị. Cuối đời quân chủ, tầng lớp quý tộc ngày càng nhiều và càng đưa ra những cái yêu sách, những cái chính sách phục vụ cho cái tầng lớp quý tộc đó, trong khi đất nước thì đang suy đồi, đúng không quý vị? Và đấy, đó là những cái hành động những năm qua khi cuộc chiến bùng nổ thì nó như vậy. Và bây giờ thì đến cái thời điểm mà cái đất nước quân chủ đấy nó đã hết thời quân chủ, nó chuyển sang thể chế cộng hòa, đúng không ạ? Tức là từ phong kiến chuyển sang gọi là xã hội. Ngày xưa thì cái thành phần này nó là toàn thành phần quý tộc, dòng dõi gia thế, có nghĩa là cha truyền con nối, đúng quý vị? Thì bây giờ chúng ta thấy là cái khối BRICS thì nó là một cái chế độ xã hội mới. Đấy, xã hội mới thì có thể là tư bản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa, nhưng nó không còn là cái dạng mà quý tộc là thống trị đất nước nữa. Và không ra được những quyết sách để quyết định tới đất nước nữa, hoàng thân quốc thích nữa, mà bây giờ thì theo cái dân chủ, dân bầu, đúng không quý vị? Đấy, thế thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng là về cơ bản thì G7 chỉ còn là một cái quá khứ, đúng không ạ? Và họ không, nó cũng giống như là một cái vương triều của các vương triều, ví dụ như là nhà vua Nhật Bản chẳng hạn, bây giờ ví dụ tôi nói đơn giản như vậy, đúng không ạ? Thì họ vẫn còn đó, vẫn còn vua, vẫn còn quý tộc, vẫn còn hoàng thân quốc thích. Nước Anh cũng như thế, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái cơ bản thì cái chính phủ và cái sức mạnh của đất nước thì nó nằm trong tay của chính phủ cộng hòa, chính phủ người dân. Thế thì bảo là bây giờ G7 còn quan trọng hay không? Thì nó vẫn còn quan trọng theo như kiểu là hoàng gia, nhưng mà nó quan trọng theo cái khía cạnh hình thức nhiều hơn. Giống như kiểu hoàng gia Anh ấy, đúng quý vị? Đấy, tức là để cho quay phim chụp ảnh cũng có thể kiếm được tiền. Và vẫn là bá tước này rồi là công tước kia. Thế nhưng mà không còn có thể gọi là quyết định ảnh hưởng tới tình hình của đất nước nữa, đúng không ạ? Thì thầy tất nhiên nó không phải là hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể lấy để mà chúng ta nhìn thấy ví dụ như vậy. Thì bây giờ phần lớn là bán cầu phương Nam, họ đã hướng về cái khối BRICS rồi, bởi vì họ nhìn thấy G7 nó không khác gì là cái gia tộc, cái hoàng gia, đúng quý vị, một độc đoán để mà chuyên quyền độc đoán ra những chính sách của đất nước và chủ yếu phục vụ họ, và càng ngày càng phục vụ họ vơ vét nhiều hơn. Đấy, và bây giờ đến đời, cuối đời quân chủ rồi, hoặc là nó chỉ còn là cái đời để mà như cá cảnh thôi, đúng quý vị? Đấy, như nuôi cá cảnh thôi. Thì bây giờ người ta quyền lực nó hướng về đây. Thì cho thấy rằng là còn quan trọng hay không thì tôi không biết, nhưng mà không còn quan trọng như ngày xưa nữa, đúng không ạ? Thì có những gia đình hoàng gia khi mà chế độ của người dân đã được dựng lên rồi thì người ta vẫn sinh hoạt, vẫn uống trà, vẫn đàm đạo, vẫn bàn chuyện thế sự, thuế má, nhưng mà người ta không còn được quyết định nữa, người ta chỉ bàn thôi. Còn có những hoàng gia thì người ta giải tán luôn cả hoàng gia, đúng không ạ? Đấy, giải tán luôn hoàng gia để mà thôi trở thành người dân bình thường. Còn có những hoàng gia thì bị lôi ra xử bắn, đấy, hoặc là bị truy tìm, vân vân. Điều gì sẽ xảy ra nếu như một loạt các quốc gia như là Cuba, Triều Tiên, Mexico, Belarus và các quốc gia tương tự gia nhập BRICS? Vâng, thì lại nói quay lại cái câu chuyện này, đúng không ạ? G7 là câu lạc bộ hoàng gia và nó hoàng gia thì hoàng thân quốc thích. Nó chỉ thế thôi chứ nó không có tuyển thêm, hoặc nó tuyển thêm thì rất ít, đúng quý vị? Trừ là có thằng chết đi đại lại như vậy để nó thay thế. Và những cái ông thứ dân như vậy thì không bao giờ trở thành hoàng tộc được, đúng không quý vị? Thế thì bây giờ chúng ta thử tưởng tượng xem là không được trở thành hoàng tộc nhưng lại được tham gia vào cái chính phủ này, dưới hình thức này, hình thức kia. Thế thì liệu là họ có muốn không? Tất nhiên là họ muốn rồi, họ có gia nhập được hay không thì còn tùy vào cái điều kiện. Thế nhưng mà có chuyện gì xảy ra có ý nghĩa rằng là hoàng gia có làm gì được không? Thì chúng ta phải tùy vào cái sức của hoàng gia, đúng không ạ? Thứ nhất là sức của hoàng gia càng ngày đã thế cùng lực kiệt. Thứ hai là khao khát của những người này hướng về cái này thì nó càng ngày càng cao. Đấy, thì chúng ta biết là chuyện gì xảy ra rồi, đúng không ạ? Thì nó phụ thuộc vào cái tương quan của cái khao khát, cái ý chí của những quốc gia đấy cộng với lại những cái sức tàn lực kiệt của cái hoàng gia đó. Thì ví dụ như là bây giờ bảo là cái ông hoàng gia này ông có thể làm gì được những ông thứ dân này. Ông ấy chỉ có bảo là nếu mà ông mà làm như thế thì là cả đời này ông lẫn con cháu ông không bao giờ được nhận được tước phong hiệp sĩ đâu. Đúng như vậy. Đấy, thì tước phong hiệp sĩ bây giờ thì nó hoàng gia này thì nó là cái giải Nobel hòa bình đấy, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì các quốc gia này không bao giờ nhận được giải Nobel hòa bình nữa, đại loại như thế. Vậy thì mấy cái đó mấy ông này ông có quan tâm không quý vị? Chắc chắn là không rồi. Vâng, bởi vì Nobel hòa bình giờ nó ở trong tay phương Tây, đúng không quý vị? Liệu có bao giờ Mỹ với Trung Quốc đánh nhau tới cùng trời cuối đất đến mức độ kinh tế, chính trị, quân sự sụp đổ hay không? Vâng, kịch bản thôi, đúng không ạ? Chắc chắn là không rồi. Vì nước Mỹ nó là chùm để chia để trị. Trong các chính sách chia để trị thì nó có một cái bài là mượn dao giết người, đúng quý vị? Có nghĩa rằng nó mượn dao giết người bởi vì nó không muốn nhúng tay trực tiếp vào. Nó nhúng tay vào không khéo nó chết hoặc nó bị thương, quý vị ạ. Chia để trị trong đấy là một cái bài rất cơ bản. Và tất nhiên như vậy thì không bao giờ đời nào nó đánh nhau với một thằng, mà nhất là thằng đấy thì nó khỏe, đúng không ạ? Không khéo nó còn khỏe hơn chính mình. Còn Trung Quốc thì nó lại là chùm của một cái dạng như là gọi là ngư ông đắc lợi, tọa sơn quan hổ đấu, đúng không quý vị? Còn Mỹ thì là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ nấp đằng sau, mượn dao giết người. Hai thằng đều là hai cái trường phái gọi là đẻ ra những cái loại học thuyết chiến tranh, học thuyết địa chính trị gọi là tầm vĩ mô và là mang tính chất thủy tổ. Thế thì làm sao mà nó không biết một điều rằng nếu nó mà đánh, hai thằng đánh nhau đấy, đúng không? Thì có thằng ngư ông đắc lợi đằng ở sau, có chim sẻ đứng đằng sau. Hôm trước Phan Sơn nói có tới 100 mấy chục nước tham gia vào hệ thống thanh toán BRICS. Tại sao người ta lại nhanh chóng tham gia vào nền tảng mới thế? Vâng, cơ bản là gì? Cơ bản nó cũng giống như là câu lạc bộ G7 thôi, đúng không ạ? Tại sao lại nói giống câu lạc bộ G7? Thực tế thì họ từ trước đến nay chúng ta thấy là thế giới lụy vào G7, tức là các ông lớn để chi phối chính sách này nọ, đúng quý vị? Và có những cái công cụ như là kiểu Nobel hòa bình, nhân rồi là quỹ tiền tệ quốc tế, World Bank, vân vân, tức là mình nói một cách hình tượng thôi, đúng không ạ? Thì họ phải dưới trướng và họ không làm gì được, đúng quý vị? Bắt buộc họ phải hầu. Nền tảng SWIFT là một nền tảng cũng như kiểu G7 ấy. Có nghĩa rằng là bao nhiêu cái quyền sinh quyền sát ở trong đấy là do mấy cái ông ấy thống nhất hết, hoặc một ông thống nhất hết, đúng không ạ? Còn người ta vẫn phải lụy vào hệ thống đấy. Đấy, và như vậy thì người ta có thể nói là nếu mà trướng tai gai mắt thì ra đi lúc nào không biết, đúng quý vị? Cho nên là người dân thế giới người ta chọn đi theo, không phải chọn đi theo cái chế độ quân chủ, mà người ta chọn theo các loại hình xã hội khác là hướng vào dân chủ nhiều hơn. Là câu chuyện nó cũng giống như là G7 thôi, và hệ thống SWIFT thôi. Hệ thống SWIFT nó giống như là một cái chế độ quân vương, mà trong đó quân chủ, mà trong đó cái vị quân vương là một cái kẻ độc tài, đúng không quý vị? Đấy, có thể có quyền sinh, quyền sát, và đại khái là vị quân vương đấy tham lam vô độ, ra tay tàn độc, đúng không ạ? Cứ thấy ý kiến của người dân là dập tắt bằng ngọn lửa hung tàn, đấy, rồi vơ vét, lầm than, vân vân. Đấy thì bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng là trong một cái bối cảnh như vậy thì cái nền tảng BRICS nó xuất hiện, là hệ thống thanh toán đấy. Thì bây giờ hôm nọ chúng ta nhớ đâu ấy 150 mấy nước, đúng không quý vị? Tham gia, đăng ký tham gia về hệ thống đấy. Thì nó câu chuyện rằng là thứ nhất là gì? Thứ nhất đấy là một cái hệ thống mở, một hệ thống dân chủ, có nghĩa là chẳng ông nào có quyền trục xuất ông nào cả, đúng không ạ? Đó là cái phục vụ ý nguyện của những người tham gia. Ông thích thì tham gia, không thích thì thôi, đại loại như vậy, và ông không phải cầu cạnh bố con nhà nào. Đấy, thứ hai nữa là ông thoát khỏi một cái ách thống trị, đúng quý vị? Ông được tự do, ông không bị cái quyền sinh quyền sát của ông không nằm trong tay một cái thằng tàn độc mà nó thích ngứa mắt. Mình hỏi là tại sao ông chơi tôi, nó bảo tôi thích thì tôi chơi, mà lại trông ông ngứa mắt, đúng không ạ? Thì tôi chơi. Thì như vậy là chết rồi, đúng quý vị? Thì như vậy thì người ta sẽ tìm đến một cái sự thay thế. Đấy, cho nên là cho dù hệ thống BRICS không biết là nó sẽ hoạt động như thế nào, bao giờ vân vân, nhưng chắc chắn rằng là hầu hết các quốc gia, nếu như mà các quốc gia bình thường thì sẽ hướng về đó. Thế còn lại các quốc gia khác thì một là họ đang nhận được những cái bổng lộc lớn hơn cái đó. Thứ hai nữa là những cái quốc gia đó họ sợ, đúng không ạ? Rất nhiều các quốc gia sợ, không dám hành động. Cái điều đấy cũng rất là bình thường thôi, bởi vì là cái công cụ gọi là cây gậy và củ cà rốt, đúng không ạ? Trong chính sách chia để trị nó là một cái công cụ rất là mạnh. Chúng ta đã từng nói không bao giờ được phép coi thường. Nếu có những cái chính phủ thì thâm căn cố đế đấy, là cả gia đình hoàng tộc rồi chính phủ là ăn theo dây của phương Tây, thậm chí trả tiền hết rồi. Cho nên là làm sao ra dám bật lại, đúng không ạ? Đấy, những cái quốc gia ngoài đảo gì đấy vân vân, chúng ta thấy luôn luôn bầu cái gì cũng theo người Mỹ hết. Đấy, như vậy bất chấp là cái gì họ cũng theo người Mỹ hết. Như vậy là chúng ta thấy, đúng ạ, có những yếu tố như vậy. Và yếu tố cuối cùng nữa thì là yếu tố, tôi nghĩ là cái yếu tố hiệu quả. Đấy, yếu tố hiệu quả mà chúng ta đã phân tích những ngày gần đây, nó tự do hơn, nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn, nó ít tốn kém hơn, nó ít lỗi hơn, nó nâng cao tính tự tôn hơn, đúng không quý vị? Đấy, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là cái tính hiệu quả của nó, đúng không ạ? Tính hiệu quả của nó, tính bớt không bị phụ thuộc quyền sinh quần sát vào nó. Đấy, và cái tính thay thế, đúng không ạ? Tìm ra một cái chân trời mới, một cái thay thế để thoát khỏi cái kia. Nói chung đều là những cái nhân tố rất là quan trọng. Dù sao thì chúng ta cũng biết rằng ấy, là cái hệ thống thanh toán SWIFT thì nó như là một cái chế độ quân chủ lỗi thời. Hầu hết bây giờ thì các quốc gia chỉ còn duy trì để mang tính chất là cho nó thành yếu tố văn hóa thôi. Đúng không quý vị? Cơ bản bây giờ nó là văn hóa nhiều hơn là vấn đề mang tính chất kinh tế chính trị. Và kinh tế chính trị họ đã chuyển hết sang cái chế độ dân chủ hết rồi. Cho nên là cái câu chuyện chúng ta cũng thấy cái hệ thống BRICS này nó như là một hệ thống xã hội dân chủ đấy. Còn một cái hệ thống nền tảng SWIFT nó như là cái chế độ quân chủ, quân vương. Tại sao Nga cứ nằng nặc bắt Ukraine phải trung lập? Ukraine là một nước độc lập cơ mà. Vâng, cái này thì chúng ta không, bây giờ mình bỏ qua yếu tố luật pháp, đúng không ạ? Thực ra chúng ta cũng đã nói qua cái này một vấn đề một lần rồi. Ngày xưa thế giới tí đánh nhau bởi vì cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, đúng không ạ? Cái việc Nga đưa tên lửa tới Cuba, Liên Xô ấy, thì nó cũng chả vi phạm cái gì cả. Chúng ta nhớ đã vi phạm, nhất là thời điểm đấy thì chúng ta thấy rằng là Mỹ cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu, ở gần Nga. Đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà Nga triển khai tới ở Mỹ ấy, thì Mỹ đã gần như là gọi là muốn nói với Nga rằng nếu ông không rút về thì tôi sẽ biến thế giới này thành chiến tranh thế giới thứ ba. Thế giới hạt nhân, chiến tranh hạt nhân. Đúng không ạ? Có thể nói là thế giới chưa bao giờ ở cái mức độ nó nguy hiểm như thế. Kể cả cái cuộc chiến Ukraine là cũng vậy. Thì vậy thì như vậy rõ ràng là từ khoảng cách Cuba bắn tới gọi là thủ đô Mỹ thì mất tới 12-13 phút. Nhưng mà nước Mỹ đã không cho phép Liên Xô làm điều đó. Thế còn Ukraine mà không trung lập thì họ sẽ nhập NATO, đúng không ạ? NATO là ai? NATO là kẻ thù của Nga. Và Ukraine cách thủ đô Nga bao nhiêu đường tên lửa, bao nhiêu phút tên lửa? Chỉ có 6 phút thôi. Có nghĩa là khi mà họ đã bắn thì Nga không kịp trở tay. Đấy. Mà rõ ràng là với những cái loại vũ khí hiện đại như bây giờ, tốc độ bay nhanh, khoan phá này nọ, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng ạ. Vậy thì 12 phút đã có thể là dẫn tới những cái việc không thể chấp nhận được. Vậy thì 6 phút có chấp nhận được không quý vị? Đúng ạ, chắc chắn là không rồi. Cho nên chúng ta có nhiều lý do, chúng ta chỉ cần để ý tới cái lý do này thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là Nga không để cho Ukraine vào NATO, đúng không ạ? Mà với một cái điều kiện nguyên vẹn như vậy. Thế còn các quốc gia khác thì còn gần hơn Ukraine thì sao? Thực tế thì nó là chuyện quá khứ rồi, đúng quý vị? Muốn đảo cũng không đảo được, cho nên là không nói cái chuyện đấy nữa. Thứ hai nữa, các quốc gia khác như là Na Uy, Phần Lan ấy thì bố bảo không dám để tên lửa để tấn công Nga. Thế nhưng mà Ukraine thì hoàn toàn khác quý vị ạ. Đấy, mình khác như nào chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Ở Ukraine không chỉ là bài Nga, mà Ukraine bây giờ thì là kẻ thù không đội trời chung đối với Nga, đúng không ạ? Nó rất là khác biệt luôn. Có nghĩa rằng là các cái quốc gia khác ấy, thì họ muốn là họ trở thành NATO để mà không bị Nga đánh và không muốn đánh Nga. Thế còn Ukraine mà trở thành NATO thì cái câu chuyện là họ muốn đánh Nga, đúng ạ, là một cái chuyện nó cao hơn rất nhiều, muốn gây tổn thất cho Nga cao hơn rất nhiều. Cho nên là cái việc mà Ukraine mà ở gần Nga thì nó rất khác với các quốc gia khác, từ kể cả Ba Lan thế thôi. Mặc dù Ba Lan có những cái gì đó mà hận thù Nga, Nhưng mà chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ muốn làm gì với Nga. Thế nhưng mà riêng Ukraine, tôi nghĩ là chỉ có đất thế giới là chỉ có xung quanh Nga chỉ có mỗi Ukraine thôi. Kể cả mấy nước Baltic cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện đó dù trong tư tưởng. Nhưng mà Ukraine thì chắc chắn là ấp ủ. Tại sao lần này Trung Quốc tập trận phong tỏa Đài Loan rất thành công mà chỉ diễn ra có một ngày? Và tôi cũng không biết rằng là đây là lần thứ 3 rồi đúng không quý vị? Thì mình không biết đích xác là nó vì sao, chắc là trái biết trừ Trung Quốc. Thế nhưng mà để mà nói rằng lý do khả năng cao nhất đấy là họ muốn gửi một thông điệp cho Đài Loan. Là lần này họ chỉ trong vòng một ngày họ đã có thể triển khai việc phong tỏa rồi thực hiện việc phong tỏa một cách thành công rồi rút đi. Trong lần thứ 3 chỉ trong một ngày. Điều đấy có nghĩa rằng là những thông điệp cho thấy rằng Trung Quốc thừa sức để làm việc đấy và cũng báo hiệu cho một cái việc là Trung Quốc có thể làm nhiều hơn thế nữa. Đúng quý vị? Có nghĩa là cái lần này cái tính đe dọa nó rất là cao. Còn những lần trước thì tập trận như vậy nhưng mang tính chất là đúng là tập trận nhiều hơn. Còn lần này thì gần như là để thể hiện năng lực và đe dọa nhiều hơn. Đấy, thì tôi nghĩ là như vậy thôi, còn chưa chắc đã phải là như vậy. Nhưng khả năng cao nhất theo như cái cảm giác của mình nó là như vậy. Còn mình cũng chưa nghĩ ra được cái gì hơn cái đó. Chúng ta đánh chiếm thành đúng không ạ? Thì chúng ta đánh 3 ngày chắc chắn là địch không sợ bằng việc đánh một ngày rồi. Cho nên là chắc chắn cái việc càng ngắn thì nó càng thể hiện được năng lực. Thể hiện năng lực thì thể hiện rằng là mình rất mạnh để cái địch sợ đúng không ạ? Không phải đánh mà cũng đầu hàng. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ thuộc về phương Tây và NATO mà lại đòi gia nhập BRICS? Hôm qua thì ở NATO ấy, ông Tổng Thư ký ông nói rằng là cái việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO nó gia nhập BRICS chả liên quan gì đến NATO cả. Và ít nhất đây là lời nói đúng không ạ? Về mặt quan điểm của NATO thì cũng chả ảnh hưởng gì cả. Bởi vì khối BRICS thì gọi là khối thôi. Nhưng cơ bản nó là một cái hiệp hội, một câu lạc bộ mà. Ông thích vào thì vào mà ông thích ra thì ra. Tất nhiên là ông đã vào rồi, ông ra thì ông quay lại thì nó khó. Đúng, nhưng mà cơ bản nó là một cái quan hệ đó lỏng lẻo hơn nhiều. Lỏng lẻo ý nói về cái những cái sự ràng buộc ấy, chứ không phải là cái tổ chức nó lỏng lẻo. Thế thì ông vào thì ông đóng góp cho tổ chức và ông kiếm lợi cho bản thân mình. Nó cũng giống như mình nôm na, mình giống như là một cái chợ đi. Mặc dù nó không phải là cái chợ, mà trong đó nó có chợ, nó có thị trường BRICS. Đấy, nhưng mà mình tưởng tượng như thế cho nó hợp lý đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng là ông vào cái chợ đấy thì ông bán và ông mua, ông kiếm lợi nhuận đúng không ạ? Đấy, đại loại như vậy. Thế còn lại thì nó có những thứ là vào chợ đấy rồi thì ông phải đăng ký này, ông phải làm thành viên của chợ này, ông đăng ký, ông nộp phí này, ông góp tiền vào để bảo quản chợ này đúng không ạ? Và ông phải đăng ký thì ông mới sử dụng được hệ thống thanh toán của chợ này, chứ không thì ông sẽ phải thanh toán vụng trộm này đúng không ạ? Hoặc là thanh toán ngoài luồng hay như nào đó. Đấy, rồi là ông tuân thủ những nguyên tắc của chợ thì ông được bảo kê đối với lại những cái nhóm lưu manh này nọ vân vân, đại khái như vậy. Nhưng mà ông thích rời chợ lúc nào thì đấy là quyền của ông. Nhưng mà sau này ông mà rời thì ông không còn vào lại được một cách dễ dàng và có khả năng ông vào với một cái chi phí rất cao. Đúng không quý vị? Đấy, mình cứ nôm na mình hiểu như vậy. Về mặt bản chất như thế. Thế còn lại thì nó chỉ là việc chính trị thôi. Thì chính trị tất nhiên là phương Tây không thích rồi. Nhưng mà chẳng nhẽ họ nói rằng là họ cấm NATO vào, cấm Thổ Nhĩ Kỳ vào. Còn trong khi đấy chúng ta biết là phương Tây đều ve vãn Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ ấy mà nếu mà không cẩn thận dở trứng ấy, thì NATO nó yếu đi một nửa luôn đấy quý vị. Chứ không phải là yếu đi một phần Thổ Nhĩ Kỳ đâu. NATO mà mất Thổ Nhĩ Kỳ thì coi như mất một nửa luôn. Cho nên là họ phải ve vãn Thổ Nhĩ Kỳ bảo thôi ông cứ vào đi. Miễn là ông ở NATO cho chúng tôi mạnh và chúng tôi oai là được. Đúng quý vị? Đấy, cho nên là nó chả mất cái gì cả. Còn NATO phương Tây thì chắc chắn là không thích rồi. Còn Thổ Nhĩ Kỳ vào thì có lợi. Đúng quý vị? Thế còn ngoài ra thì nó một yếu tố quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ như gọi là quân tử cái gì? Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Thổ Nhĩ Kỳ với những hành động của họ thì họ cũng phải tưởng tượng đến một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ bị Mỹ cấm vận, đúng không ạ? Phương Tây quay lưng. Và thực tế thì Mỹ đã cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là khi mà họ vào BRICS này thì Mỹ làm sao cấm vận được họ nữa, đúng không quý vị? Thế cho nên là một Thổ Nhĩ Kỳ chơi bài rất hay, một là đã ngồi vào mâm BRICS. Nhưng mà khiến cho NATO lại phải ngậm bồ hòn làm mò ngọt, lại còn khen là ông ngồi vào BRICS quá đẹp, đúng quý vị? Đấy. Thế nhưng mà cuối cùng lại tránh được một cái đòn của cái mâm phương Tây. Đó là phương Tây bây giờ muốn chặn đũa Thổ Nhĩ Kỳ không chặn được nữa rồi, đúng không quý vị? Đấy, họ không gắp mâm đấy thì họ sang kia gọi mâm kia. Cho nên là không cấm vận được nữa, ý tôi là như vậy. Đấy, cho nên là nói chung là khó. Đó là rất là có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng năm nay thì tôi được biết rằng là khối BRICS sẽ không nhận thêm thành viên bởi vì cái chuyện năm ngoái Argentina ra vào như cái chợ, đúng không ạ? Mà đúng là cái chợ thật. Thế nhưng mà ra vào như là cái chợ rời. Đấy, không đóng thuế má. Thế thì năm nay BRICS đã ra một cơ chế, có nghĩa là cơ chế đối tác đấy. Thì trước khi mà vào mình tưởng tượng như là cái đối tác, có nghĩa rằng là ông phải sống thử. Ông sống thử xong rồi mới được cưới. Thế thôi, trong quá trình sống thử nếu mà ông không đạt đủ tư cách thì ông giải tán, đại loại như vậy. Thì trong quá trình nó có những cái chuyện thử thách, có cái chuyện cam kết, và nó chống những cái đối tượng như Thổ Nhĩ Kỳ là vào chỉ mang tính chất là trục lợi. Trục lợi là như thế nào? Là có nghĩa rằng là tôi quên chưa nói một cái yếu tố, đó là họ muốn, Thổ Nhĩ Kỳ muốn nói rằng vào BRICS để gây sức ép với lại phương Tây, để phương Tây phải nhượng bộ họ trong các vấn đề mua bán và gia nhập Liên minh EU hay như nào đấy. Đại khái là họ dọa, đúng không ạ? Đấy, họ dọa bảo mà các ông không cho ăn mâm này thì tôi gấp ở mâm kia. Thì cái việc đấy nó dẫn tới cái việc Thổ Nhĩ Kỳ vào thì không phải là toàn tâm toàn ý, mà vào chủ yếu là để mưu lợi cho cá nhân, trục lợi cá nhân, và đồng thời để mà đại khái là lấy le với lại phương Tây, đúng không ạ? Cũng giống như là kiểu là bây giờ đang yêu nhau mà tự nhiên người yêu mình nó bỏ, xong rồi nó đi nó lấy thằng khác để cho mình cay cú, đúng quý vị, thế thôi. Và nó chuẩn bị nó cưới thằng khác, xong nó bảo rằng là đấy anh, người ta cho em xe, nhà lầu xe hơi, thế mà mỗi cái sổ đỏ của anh thôi, anh còn không chuyển tên cho em. Thế và mình bây giờ mình lại phải cấp sổ đỏ, đúng quý vị. Thế và tình trạng nó cứ tay ba như thế không biết đến bao giờ. Còn gọi là cô người yêu đấy thì vừa có sổ đỏ, vừa có nhà lầu xe hơi. Sáng đi bể bơi mà chiều đi sàn nhảy, đúng quý vị, chả thuộc về ai. Ý nói là vẫn ngồi nhiều mâm. Thế thì BRICS họ đã có cái chuyện đấy với lại Argentina rồi, và bây giờ họ lại có những cái ông như Thổ Nhĩ Kỳ nữa, và sẽ có những cái ông mà trục lợi nhưng mà không chịu có hy sinh. Đấy, chúng tôi nói là trong đây nó có những cái là phải có cam kết và phải có hy sinh. Chứ không chỉ làm những thứ là vào chỉ để kiếm lợi ngay. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng các quốc gia đầu tiên vào sẽ đau khổ nhiều lắm, đúng không ạ? Cho nên chỉ những người thực sự cam kết mới vào được thôi. Và chính cái việc mà tạo ra cái khuôn khổ đối tác đấy thì tôi không biết kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng mà nó chính là cái cơ chế để sàng lọc cái sự cam kết cũng như là cái sự thích hợp của cái tư cách thành viên của những cái thành viên tiềm năng, đúng không ạ, để có thể trở thành thành viên chính thức. Vào rồi thì phải, trong quá trình đấy trước khi vào phải lấy máu ăn thề, đúng không? Đấy, vân vân kiểu như vậy. Chứ không như kiểu ông Argentina, ông ấy tổng thống mới lên phát ông ấy không thích và ông rút ra luôn. Đấy, và nó để lại một cái nó rất là phốt, đúng không quý vị? Chúng ta nhớ rằng BRICS thì nó gọi là cái chợ, thế nhưng mà nó lại không phải là cái chợ, bởi vì nó có những cái quy tắc hoạt động của một cái câu lạc bộ, đúng không ạ? Của một cái nền tảng đó. Vào phải có nguyên tắc đấy, và thậm chí là nguyên tắc đấy nó phải ảnh hưởng tới cả cái luật của cái quốc gia muốn vào, thậm chí là hiến pháp. Đó là khi mà đã vào rồi thì lại phải bị khóa trong đó bao nhiêu năm, đúng không ạ? Mà thậm chí là quốc gia đó không toàn quyền để có thể rút ra, và vẫn phải thực hiện cam kết bằng vấn đề tài chính này nọ gì đó. Có nghĩa là có những cái hy sinh. Và khi rút ra thì phải chịu những cái mất mát nào đó, đúng không ạ? Đấy, thì như thế thì nó mới có được cái sự cam kết. Và tôi nghĩ như thế là công bằng thôi. Bởi vì đó là một tổ chức bình đẳng, đa phương mà, đồng đẳng mà, đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà cứ tùy tâm mọi người thì chúng ta thấy rằng nó đúng là cái chợ thật. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.